Alo, anh Bá hả? Em nè. Anh chờ em tới rồi chở em ra ngân hàng giùm. Lát nữa em tới liền. Mấy đứa mày hàng kỹ kỹ, dạo này người ta nhận hàng khó lắm đó. Trưa tôi mắc công chuyện không về, ông muốn ăn gì thì tự đi mà. Mai Phước, cái này sẽ tốt hơn. Bên này chất lượng tốt các bạn. Cái trên và cái dưới thì làm tốt hơn luôn. Alo, thằng Lợi đây. Chào cưng. Anh em, mai mới tới hẹn mà. Có gì không? Nhớ quá, nhìn không có thấy à, sẽ được sớm đi cung chỗ cũ nha. À, em cứ lên thẳng phòng anh tới mướn chào trước ở trống nha. Ok, coi hàng nha, tao đi công chuyện chút, không lo làm ăn bị tối nha. Ừ, cũng phải để cho bà đi kiếm chồng chứ. Chứ làm sao, sắp hết tác rồi mày, phải tranh thủ cho nó lẹ. Vô bệnh viện thăm bà già, hỏi bà thích ăn gì thì mua, nhớ dư về trả lại nha mày. Dạ, chị khỏi dặn. Không dặn mày hả? Để mày giếm cho má mày sao? Chị được nói vậy. Nói ra là cãi à? Liệu hồn mày với tao á? À, cái này được không anh? Con Thọ hồi lấy chồng, bà già đã chia cho nó một phần tài sản, chính là cái nhà mà vợ chồng nó ở bây giờ. Thằng Phát với tình hình này thì cũng ra vô tù như đi chợ, sao mà bỏ được tập cờ bạc. Nhà chỉ còn một mình em với bà già, cô đơn lắm, anh tính sao? Biết rồi, việc gì tới sẽ tới. Cứ đợi hoài, người ta già rồi còn gì. Phải từ từ, không con lại nó biết mình cần, nó bắt chẹt, mất hết tài sản luôn cứ. Em nói rồi, nhà bà già sẽ là nhà của em, tài sản thuộc về em hết, em chỉ cần anh thôi à. Ừ, biết rồi, khỏi nói. Anh yêu em, vì em, chứ yêu đâu có tính em toán. Nè, vì em nè. Có việc này, má rất muốn con giúp má. Dạ, có việc gì má cứ nói. Từ ngày thằng Phát mình đưa tôi kể, má chưa đi thăm nó được một lần nào. Má sốt ruột. Hôm rồi con thấy anh có gửi thơ về mà. Thì con gặp con Thỏ, con chỉ nói nó bất tỉnh không có chuyện gì, sức khỏe tốt, chứ có cho má đọc thơ đâu mà biết. Con nghĩ má chỉ nói thiệt đó, chỉ không cho má đọc thơ là do bác sĩ dặn, để tránh cho má những xúc động hại tới sức khỏe. Con nói vậy thì má đừng tự. Nhưng má biểu hai đứa đó đi thăm nuôi em một chuyện. Nhưng hai đứa đều lấy lý do này lý do đó không đưa, nên má muốn con giúp má đi thăm nó một chuyện, coi tận mặt nó ra sao má mới an tâm. Nếu con chịu đi, má sẽ kêu con Lộc con Thọ chuẩn bị đường để con đưa. Nếu hai chị đồng ý, con sẽ đi thăm ảnh. Má được con Lộc con đưa thì được phúc đức cho má quá. Vô đi. Chào ông bạn. Lâu quá mới gặp nhau. Chào anh. Chào. Mời.
Phải rồi, từ ngày lên sếp ngân hàng, ý có nhiều tiền, đâu có thèm quan tâm tới đám bạn bè thỏa hạng Di nữa. Bậy nè. Tiền nhà nước và nhân dân, đâu phải tiền tôi mà nhiều. Có quyền là có tiền à. Coi vậy mà không phải vậy đâu. Bà xã nhà la hoài. Ở các nước, chủ ngân hàng là nhà tư bản. Còn ở mình thì lại cứ phải xét lý lịch, chọn mấy ông vô sản lên làm sếp. Vấn đề có phải là vô sản chân chính hay không? Nếu mà đúng như vậy á, thì dân tôi được nhờ. Còn không phải á, là mệt à. Đó anh thấy không? Bạn chiến đấu với nhau bao nhiêu năm mà nó còn không tin anh đó. Tôi cũng muốn tin lắm chứ. Như những ngày xưa. Thôi cha, đừng có lý tưởng quá cái quá khứ gian khổ đó nữa. Đó chỉ là cái bể phóng. Mình đã chịu phụt lửa phỏng người ra để tới được chỗ này thì phải bay. Bay tiếp tới tương lai đàng hoàng hơn, giàu đẹp hơn. Phải không em? Anh có vẻ thức thời nên mới bay được. Còn ảnh, xưa quá nên cứ dẫm chân mãi ở xứ phường. Thiệt thà chất phát quá, nhiều khi đâu phải là hay đâu. Mấy người này ngộ thiệt à nghe. Bộ tới đây để lên lớp tôi về đổi mới đó hả? Nè, nên nhớ trình độ lý luận của tôi không thua kém ai đâu nha. Tôi đang học lớp trung cao đó. Về lý luận em vẫn bái làm sư phụ, nhưng em là dân làm thực tế. Nè, tới đây có việc gì? Dạ, em tới nhờ anh bảo lãnh cho em vay tiền ngân hàng. Dĩ nhiên là có thể, nhưng khó là phải đúng thủ tục, đúng nguyên tắc. Thấy nhờ giả là bắt đầu làm khó liền. Ngân hàng đâu phải là cái máy in tiền, không khó cứ buông cho vay những khoản khó đòi. Chúng tôi phá sản sao? Anh yên tâm đi, em hiểu chứ. Hồ sơ vay vốn của em đây nè, anh coi có chỗ nào thiếu sót. Em về bổ sung cho đủ. Nói chuyện với phụ nữ dịu dàng dễ chịu, chứ nói chuyện với mấy cha võ biền dùi đục chấm mâm nêm, muốn chọi nhau quá. Nè, ông không được phép quên quá khứ cử chứng minh của mình đó nha. Quên sao được, Trung úy chưa to. Đời này mới nhất, mới nhập về đó. Anh xài thử coi, nhiều tính năng cải tiến tốt lắm. Có mất giá không vậy cô? Dạ, chỉ bớt chút để làm quan thôi, chứ hàng em bán sát giá lắm rồi. Để tôi về lấy thêm tiền. Dạ. Dừng lại. Hình như là chỗ này nè. Sáng không? Mới lên hả? Ừ. Anh Sáng. À quên, gọi anh cho lớn thêm chút không ha. Tao không biết đâu đó. Còn cũng biết làm duyên làm điệu ra nè. Bữa nay mày đặt son phấn. Không lẽ tao chịu thua mày sao? Sao mày đánh em chơi hả? Thôi thôi lên. Tao nhờ anh Sáng đưa lên để tìm hiểu các trường đại học. Sắp thi tốt nghiệp tới nơi rồi. À, đã tới lúc tụi mình. À, tụi bay vô đại học rồi. Còn tao quên hết chuyện học hành. Nghe nói mày làm con nuôi bà chủ, được bà cưng lắm mà. Ước gì tao được một phần của mày thôi, được đi học tới nơi tới chốn. Móc xì, tôi bỏ học mấy năm rồi có sao đâu. Ai mà coi thường tôi hả? Tôi cho ve liền. Đâu có ai thương đâu mà dọa người ta cho ve không à. Tôi biết có ai thương ai rồi nghe. Anh Hùng ơi, anh ra coi tiệm, em về nhà có em đi chút. Đi em đi ha. Tụi mình về qua nhà chơi cho thoải mái, chứ ngồi ở tiệm nói chuyện lỡ mấy bà chị nuôi về thấy không lo làm ăn mấy bà là chết. Ai nuôi tao tốt tao mới cho nuôi, còn không tự mình làm mình ăn cho đỡ mắc nợ. Chưa gì mà bày đặt chảnh hả mày. Người ta đã chịu làm em cho lớn mà còn. À tôi biết rồi đó, hai người thành người lớn rồi nghe. Người ta lớn lâu quá. Thôi đừng uống bia, xỉn không lái được xe. Tiền đâu mua bia, nước lọc ướp lạnh đó. Bày đặt, hứng ở máy uống đại được, ướp lạnh chi cho mất công tốn tiền điện. Người thành phố thì phải lịch sự như vậy, chứ ai như anh. Tao sao, chê hả? Không dám chê đâu, chỉ thương thôi. Không có gì đâu, người ta còn đang tưởng nhớ tới. Nè, xì tóc hay re nha. Không biết gì mà còn mày đặt tiếng anh tiếng em.
Trời đất, chê tôi suốt ngày làm sao tôi thương cho được. Ha, không dám chê đâu. Nó mới giận chút mà đã tự ái. Thôi cứ thương nhau đại đi. Không, đại nó không có chuyện gì mà. Chưa tới nhà mà. Tới đó, con Ngọc nó thấy, nó mét bà lại. Anh sợ gì nó, đừng có lo. Nó hó hé em rạch miệng nó cho anh coi. Vừa phải thôi, cẩn tắc vô ấy nắng. Chuyện trăm năm chứ bộ. Thôi, về đi. Bye bye. Ủa, đại với Thọ đâu? Dạ, anh nói là đi ra cảng nhận hàng từ Chiến Dương. Con Ngọc đâu? Dạ, nó có khách đi vô trong nhà. Tôi đi dám có chút xíu, mấy người muốn làm sao thì làm phải không? Nhớ hồi đi bán cá ngộ ghê ha. Ừ, mày liều từ bé. Đó, đòi tao kêu bằng anh. Giờ ổng gọi mày mày tao tao. Vô duyên chứ. Thì tao đã nói rồi mà, ổng vô duyên lắm. Mày đừng có thương. Phải vậy không đó? Không thương để phần mày chắc. Hai người chọc quê thôi phải không? Thưa chị, đây là anh Sáng với Hồng, bạn em ở dưới quê lên chơi. Như vậy mà mày mở miệng ra được hả? Tao nói cho mày biết, bà già tao nhận mày là con nuôi. Chứ trong mắt của tao, lúc nào mày cũng chỉ là con ở không hơn không kém. Chứ đâu phải là bà chủ đâu mà muốn làm gì thì làm. Tao đã dặn nhiều lần rồi, bạn á chỉ tiếp ở ngoài đường. Còn bà con của mày chỉ đứng trước cửa. Ai mày cũng rinh vô nhà, một mất mười ngờ, biết ai nghe ai gian. Nè, nói đủ rồi nha. Nói nữa tôi chơi liền á. Muốn tới đâu thì tới. Thôi anh Sáng, anh đừng có nóng. Về, nghe nói em đây ngon lành. Ai về hang hầm ổ rắn. Về quê kiếm ăn cực nhọc thiệt, nhưng còn hơn ở đây núi nhục. Ừ, giỏi về luôn với nó đi. Tao cúng đầu heo ăn mừng. Thôi về đi, ở nhà giờ cũng đỡ rồi, sang năm mày đi học lại, có tương lai hơn. Xin lỗi anh Sáng với Hồng, vì đã để hai người vô tình rơi vào cảnh này. Chị Lộc à, nếu chị muốn vậy em sẽ đi, ngay bây giờ cũng được. Nhưng má còn nằm trong bệnh viện, em phải vô trỏng chào má cho có trước có sau đã. Vô đi, tao tin rằng mày có lòng tự trọng, không năn nỉ má tao để giữ mày ở lại. Vậy mang ra cho tụi ăn xin còn có phước hơn cho cái hạng vô phúc ở đây ăn. Anh Sáng đừng có nói vậy. Xong có khúc người có lúc. Để rồi coi. Lũ quê cục. Anh Sáng với Hồng thông cảm, về nhà đừng nói chuyện này với ai đi. Em đừng tiếc cái đất dữ này nữa. Đem vô chào má nuôi rồi chúng xếp về luôn. Má ruột của em còn chưa thăm chưa nuôi được. Dạ cũng phải. Em đi thăm con của má nuôi em. Cô chủ hả? Cái gì? Thằng Phát hả? Em mà dính vô nó là tiêu đời đó nha. Anh kỳ cục, dính gì đâu. Cậu chủ là anh nuôi mà. Nuôi để làm thịt, chứ nuôi gì ở cái nhà này. Thôi, mày về đi. Tao thấy nhà này phức tạp lắm. Về đi. Ở đây chịu sao nổi. Tao thấy mày ở đây, tao không đành lòng. Cơ cậu mua giùm con vài tờ giấy số. Cho hết luôn nè. Cậu được trở thù với cha con tôi. Cho em. Chuyện gì vậy? Anh biếu chú thì chú cứ nhận đi. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cô. Gì vậy bà? Tao đuổi con Ngọc đi rồi. Tại sao vậy? Mày có bao nhiêu công lao đối với cái nhà này, vậy mà người ta đối xử với mày như vậy, chịu sao được? Má nuôi tao tốt với tao lắm, với lại anh Phát. Lại thằng Phát? Lúc này anh cần có em. Đúng là khôn nhằn dạy chợ. Để nó ở đây gây phiền chuyện của tôi không muốn. Trời ơi, tưởng chuyện gì. Muốn bịt mắt bịt miệng nó thiếu gì cách mà chị phải đuổi nó đi. Bà già đang quý nó, biết tình vậy chẳng khác nào chị giết bà. Muốn gì trên danh nghĩa thì nó cũng là con. Có nó đi lại chăm sóc cho bà già, em với chị đỡ mang tiếng là vô tình. Còn nữa, chuyện thằng Phát không có con Ngọc đi thăm nuôi, chị đi được không? Chị này làm gì cũng nóng quá. Trời sinh tôi vậy đó, biết sao được. Mấy người muốn gì với nó kệ mấy người.
tính làm sao bây giờ? Ra giữ con Ngọc lại. Cho tao gửi lời hỏi thăm tới má. Nhưng mấy đứa em chúng mày đâu như bà con chồng sớm nha. Về lẹ nghe mày. Khoan đã. Khoan đã, mấy em đừng đi vội. Ai vậy? Đây là chị Thọ, em chị Lộc. Tôi không dính líu gì tới chị. Về. Em bình tĩnh đã. Chị đi công chuyện mới về nên mới biết chuyện đáng tiếc xảy ra do chị Lộc quá nóng. Chị cũng biết hối hận rồi, kêu chị ra xin lỗi mấy em. Chị xin em, khuyên Ngọc đừng giận bỏ đi. Tội nghiệp má chị lắm. Tội nghiệp cho con nhỏ này nè. Ở đây á, nó bị coi như... Anh nè, chị đã nói vậy thì em cũng chưa đành lòng đi được. Thôi, anh với Hồng về đi, đừng lo cho em nữa. Vô lại đi. Má mới gọi điện thoại về, nhắn em vô trỏng kìa. Má nhớ em còn hơn cả tụi chị nữa. Ráng lo cho má giùm chị nha. Con Ngọc bây giờ á, ham tiền ham lợi, không còn biết nhục là gì nữa. Anh đừng có nói vậy, tội nó. Nó ở lại thì có khi mà má nuôi không ai chăm sóc. Mấy đứa con như vậy, không có đứa, chứ phải chết quá. Thương Trang không mạnh hơn mình. Anh vậy, chứ người ta thì khác đó nha. Quỳnh Thanh Phát có người thăm nuôi được phép nghỉ 30 phút. Dạ, cảm ơn cán bộ. Đi theo tôi luôn. Dạ. Ai vậy mày? Hên nhất là con bồ tao. Xui hơn thì chỉ có bà già. Chứ còn ai vô đó. Cứ nghĩ bà già cho đỡ thất vọng. Đã vô đây rồi, có con bồ nào còn chung thủy. Cái thằng. Không nhận ra. Dạ có, em cảm ơn cán bộ. Con anh ốm tội quá. Ráng anh bị sao vậy? Phải làm gì? Sao má tôi không đi? Má vô nằm nhà thương. Từ hồi anh bị bắt tới giờ đã về đâu? Đây là đồ để dành. Thôi thôi thôi, mang về đi. Để đây rồi tụi nó cũng ăn hết rồi. Mang về làm gì? Ờ, thì làm. Thôi, con mất hỏi làm gì. Xin lỗi anh nha, hôm nay em vừa tròn 18 tuổi đó. Ủa, nhà quê mà cũng có sinh nhật hả? Nghèo, không có tiền tổ chức tiệc sinh nhật. Trai không có ngày xanh. Cũng như anh, đâu có ở trên trời rớt xuống. Nói chuyện ngộ quá ha. Thôi, đã mất công mang tới đây rồi, mang về là hư hết. Anh cho ai ăn thì cho. Đây là áo ấm. Dầu nóng nè. Thuốc cảm sốt đau bụng. Xà bông kem đánh răng. Sữa nè. Anh với Thơ cần gì là em mua đủ hết á. Em mua hả? À, em đi mua. Dĩ nhiên là tiền má rồi. Tưởng tiền em chứ. Của em đi. Nhưng ngày sinh nhật em mời em. Mày đặt. Để đó. Ăn xong đồ của má rồi anh ăn đồ của em. Có bồ rồi sao mà ngắm vuốt dữ vậy? Vợ chê, cho nên cũng phải tìm chỗ để giải buồn chứ. Tìm được chưa? Chỉ cần cô chịu buông tôi ra là có người vớt liền à. Vậy hả? Được thôi. Alo. Alo. À, ai vậy nói đi.
Chào. Chào bác. Cho tôi gặp bà. Bà tôi ở trong bệnh viện. Dạ không. Bà chị tôi lấy chồng hồi nào mà tên bà vậy? À, chưa có, rồi cũng có mà. Anh với bà lẽ sao rồi? À, cũng sắp. Bà còn làm khó chút đỉnh, nhưng mà cũng xong thôi. Má tôi mà biết được, bà rầu lắm. Anh vô trong nhà đi, không biết giờ này bà Lộc ngủ dậy chưa nữa. À, tránh trợ quá. Không tránh tôi vô cũng gặp vợ vừa thôi. Bà chị của em cũng đâu có vừa. Nhà này á hả, có mình em là chín chắn à. Anh có phước lắm đó nghe. Phước gì mà đói dài. Thì chuyển ngành. Xin chuyển ngành hoài mà không có được. Không có việc làm về phụ vợ. Đến như vậy hoài quải quá. À, chủ nhật này vợ chồng mình đi núi cũng bà nghe. Ờ, tiện thể em cũng muốn đi cầu thêm thằng con trai. Ừ, cái đó thì khỏi cầu. Muốn trai có trai, muốn gái có gái. Xạo quá. Thiệt. Muốn có thằng chống gậy hoài, có đâu. Có lấy gì nuôi. Khi nào mình giàu có hãy sanh thêm. Chứ có con thêm rồi á, để tụi nó khổ thì thêm làm gì. Không biết chừng nào mình mới giàu được. Em ơi. Em. Ủa, làm gì mà coi như hòn giọng phu vậy? Sao em gọi điện mà mụ ấy vẫn còn bắt máy vậy? Chết, đã lộ giọng chưa? Đang hoạt động bí mật, em đâu có khi nào lên tiếng trước. Em biết không, tại nó đi tắm ra, nói chọc anh mấy câu, cho nên anh bực mình bỏ đi sớm mấy phút á. Nhưng mà anh đã tuyên bố sẵn sàng chia tay rồi, biết cũng mặt má nữa. Con người bội bạc lắm nè. Sau này mà xử tệ với tôi thì tôi cho chết á. Ồ, con trai của má đẹp trai quá. Con bội đi sở thú được mấy con khỉ lé mắt nha. Con đẹp trai ăn tô không là cái chán, nhưng phải rủ Duy Ngọc đi cùng mà nha. Thương Duy Ngọc hơn thương má à? Ghét bi quá à. Con thương Duy Ngọc cái khác, thương má cái khác. Con chỉ được cái khung lanh dẻo miệng giống má thôi. Mình đi ha. Dạ. Xe tính xe đưa con nằm rồi. Tê ba mà, cũng mình tê ba, tại phố nè. Ờ, có lẽ là ba tới thăm bà mẹ. Anh lên báo động đi, sắp đến về tới nơi rồi. Sao ba biết ông bạn ở đây? Thì tình cờ tới chơi, thấy cái xe lùi lùa đó, là biết ngay à. Đi đi anh, đi. Ủa, hôm nay hai má con đẹp quá ta. Bữa nay chủ nhật rảnh đi chơi hả? Có chơi gì thả, con nói rủ Duy Ngọc đi chơi sở thú. Đây, Duy Ngọc đi thăm cậu Phát rồi, Duy Thọ đi chơi với con được không? Không, chơi Duy Thọ chán thế mà. Duy Thọ cho con nè, đi chơi với chị nha. Má con nói mẹ mình cho tiền chỗ con nước, không được lấy. Con dám coi gì là mẹ mình hả? Làm dễ sợ, thèm đứa con trai quá à, mà mong hoài không được. Trời sẽ cho mới được. Ba con đâu? Ba con không có ở đây. Có xe ba con kìa. Dì đừng có giáo để ba con chơi một mình với dì Ngọc nha. Con không chịu đâu. Tôi nói là nó nằm mà nó nhất định không tin. Con không làm mà. Má ơi, má con nè, tin lắm đó. Ờ, tin. Nhưng dì Ngọc không có nhà, má con mình về ha. Không chịu về mẹ mình bắt á. Thôi chị về nha. Cho chị gửi lời thăm Lộc luôn. Bữa nay chị Lộc đi thăm bà già, không có nhà. Thiệt mà. Thì tôi có nói Lộc ở nhà đâu.
Thứ gì thả con về. Tôi không được điều tra bao giờ. Thật ý cũng nhận cái xe đó. Cảm ơn. Cô được quên gì đâu. Bà nói gì? Bà thả.